Xin chào mọi người, mình là Ngọc và năm nay thì mình 23 tuổi. Công việc hiện tại của mình là hướng dẫn viên du lịch. Như các bạn đã biết, với tính chất công việc của mình thì sẽ di chuyển rày đây mai đó, hôm nay ở địa điểm này, hôm sau lại ở địa điểm khác. Chính vì vậy mà da mặt của mình thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường khói bụi và nắng nóng, cho nên là da mặt của mình rất thường xuyên bị nổi mụn. Và mỗi lần khi mà ra ngoài gặp bạn bè thì mình phải thường xuyên make up. Và mình đã được một cô bạn mách cho là cô ấy đã chữa trị mụn khỏi ở thẩm mỹ viện Ula. Và mình cũng đã tìm hiểu và thực hiện liệu trình ở đây đã đến lần thứ 3 rồi. Nhân viên ở đây thì tư vấn khá là nhiệt tình, chu đáo. Mình cảm thấy rất là ưng ý với sự lựa chọn này. Mỗi lần thực hiện liệu trình ở Ula, mình đều cảm thấy rất thư giãn và thoải mái, không hề cảm giác đau rát chút nào cả. Và mình sẽ cố gắng thực hiện hết liệu trình ở đây, sau đó thì sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè của mình đến Ula để chữa trị tàn nhang, mụn nám và thâm sẹo. Chỉ cần đến Ula, mọi vấn đề của bạn đều được giải quyết.